mình sẽ học sang bước số 2. Bước số 2 của bài này là bước bay. Bước trôi lùi, bước bay lùi. Vậy thì để làm được bước bay đấy thì đầu tiên ta sẽ phải học cách trôi trước đã. Để học cách để chân sát chân trước đã. Thì đầu tiên học được bước bay đấy thì ta sẽ để chân phải trước. Để chân phải trước. Và mình sẽ lùi cái chân trụt là chân trái ra đằng sau bằng cách là gì? Ta phải dùng kỹ thuật bật. Ta bật lên này. Một. Đó. Và ta dùng kỹ thuật khi ta bật lên thì ta sẽ dịch cái chân trụt. Dịch nhé. Không phải bật. Dịch cái chân trụt xuống này. Một. Đó. Và cái chân này kéo ra sát sát với mặt đất. Kéo sàn sàn với mặt đất. Tiếp tục. Hai. Ba. Bốn. Các bạn lưu ý nhé, bắt đầu kết thúc của bước số 1 là từ chân phải thì mình sẽ co chân phải trước để mình giật chân trái nhé. Ở trong màn hình thì nó sẽ ngược ấy, thế nên là các bạn để ý nhé. Chân phải trước, bước số 2 bắt đầu từ co chân phải trước các bạn nhé. Nhớ co chân phải trước nhé. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm bước trôi đấy.